Xin chào các bạn, vỏ xe sẽ có tuổi thọ khoảng 15.000 km. Tuy nhiên con số này còn phụ thuộc vào đoạn đường chuẩn và đã bằng phẳng. Còn nếu chúng ta thường xuyên di chuyển trong những cung đường gồ ghề có nhiều sỏi đá thì tất nhiên đồng nghĩa là vỏ xe của chúng ta sẽ bị giảm tuổi thọ xuống. Chúng ta thường lựa chọn vỏ xe thông qua rất nhiều những yếu tố. Có người lại muốn mẫu mã đẹp, gai thể thao đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Có người lại muốn tăng độ bám đường, chống trượt và giá lại mềm. Thì trong video clip ngày hôm nay, Vinh sẽ tổng hợp tất cả những loại vỏ, đặc biệt là dành cho Winner 150 và Winner X, hội tụ đủ những yếu tố trên để các bạn dễ dàng lựa chọn. Trước khi mà giới thiệu đến cho các bạn những loại vỏ dành cho Winner 150 và Winner X, thì bây giờ Vinh sẽ cùng các bạn chúng ta tìm hiểu cách để đọc được thông số vỏ. Thì trên tay Vinh đây đang là chiếc vỏ Michelin Pilotjet có kích thước là 90, 80, 17. Vậy ba con số này mang ý nghĩa gì? Đầu tiên sẽ là con số 90. Đây là con số dùng để tính bề ngang của vỏ, tính từ hai bên mép. Các bạn hãy hình dung theo ngón tay của Vinh. Như vậy, chiếc vỏ này có bề ngang là 90mm. Đây là con số 80. Con số này là con số phần trăm. Chúng ta hãy lấy 80% nhân cho số 90mm. Chúng ta sẽ ra được là 72mm. Đó là dùng để tính chiều cao của vỏ, tính từ vị trí này cho đến đây. Cuối cùng là con số 17, dùng để chỉ đường kính của vỏ, được tính bằng inch. Con số này sẽ phù hợp với lại vòng mâm 17 inch của hai phiên bản Winner. Bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn những mẫu gai tương ứng với lại size vỏ jean của Winner. Đó chính là trước là 90, 80, 17 và sau là 120, 70, 17. Tùy thuộc vào sở thích mà chúng ta muốn lên xuống size vỏ thì Sớm Hai Bánh vẫn có những mẫu vỏ tương ứng để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Các bạn muốn biết về giá của từng loại size vỏ hãy comment bên dưới video clip này hoặc là truy cập vào website của Shop Hai Bánh. Vinh đã bỏ bên dưới phần mô tả để tham khảo thêm. Về giá của những loại vỏ xe thì Vinh sẽ để theo thứ tự tăng dần để các bạn có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bản thân. Goodray, một thương hiệu vỏ chất lượng đứng top 8 thế giới được sản xuất tại Thái Lan, có 3 mẫu gai tương ứng để các bạn dễ dàng lựa chọn một kiểu dáng thích hợp với chiếc xe của mình. Với thiết kế gai rất thông minh, độc lạ, đậm chất thể thao, cùng với đó là khả năng bám đường và đặc biệt nhất là có chế độ bảo hành 6 tháng về lỗi kỹ thuật, phù, dợp, cong vênh hoặc là xì lỗ mọt. Vỏ Goodray mã H990, kích thước vỏ trước là 90, 80, 17 sẽ có giá là 375.000 đồng. Vỏ sau 120, 70, 17 sẽ có giá là 650.000 đồng. H969 vỏ trước 90, 80, 17 sẽ có giá là 380.000 đồng. Vỏ sau 120, 70, 17 sẽ có giá là 650.000 đồng. H973 sẽ có giá là 380.000 đồng cho vỏ trước 90, 80, 17 và vỏ sau 120, 70, 17 sẽ là 635.000 đồng. Vỏ Aspira được sản xuất tại Indo, vỏ sử dụng công nghệ tiên tiến với gảnh gai kéo dài với những đường cắt gấp khúc, tối ưu được khả năng thoát nước, chạy êm, tăng khả năng bám đường phù hợp cho đường phố lẫn đường trường. Có size là 90, 80, 17 sẽ có giá là 495.000 đồng. Vỏ sau 120, 70, 17 sẽ có giá là 725.000 đồng. Vỏ Dunlop với thiết kế gai khá độc đáo, chất liệu cao su mềm, đi rất êm, phù hợp với nhiều cung đường trơn, thương hiệu vỏ đến từ Indonesia. Vỏ Dunlop size 90, 80, 17 sẽ có giá là 499.000 đồng. Vỏ sau 120, 70, 17 sẽ có giá là 745.000 đồng. Pirelli, một thương hiệu đến từ Italia được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng của vỏ đã được khách hàng trải nghiệm và đánh giá cao. Vỏ được làm bằng chất liệu cao su với độ bền cao giúp xe tăng khả năng bám đường cực tốt. Pirelli Rosso Sport sẽ có giá là 834.000 đồng dành cho vỏ trước có size là 90, 80, 17. Còn 120, 70, 17 sẽ có giá là 1.361.000 đồng. Tiếp theo sẽ là vỏ Michelin Pilotjet được sản xuất tại Thái Lan với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt của lớp, đảm bảo khả năng chống trơn trượt, ôm cua gấp an toàn hơn, phù hợp với điều kiện khí hậu và đường xá ở Việt Nam. Pilotjet vỏ trước 90, 80, 17 sẽ có giá là 770.000 đồng, vỏ sau 120, 70, 17 sẽ có giá là 1.095.000 đồng. Và cuối cùng sẽ là Metzeler với thiết kế mới vừa ngầu vừa lạ mắt, độ bám đường tốt đặc biệt là ở đường ẩm ướt. Chất lượng và thương hiệu Metzeler đã được khẳng định nhiều năm, vỏ được sản xuất tại Indonesia. Metzeler vỏ trước 90, 80, 17 sẽ có giá là 840.000 đồng,
Vỏ sau 120/70/17 sẽ có giá là 1.080.000 đồng. Ngoài ra còn có vỏ trước 70/80, vỏ sau 101/102/103. Tất cả về giá, kiểu dáng gai được cập nhật mỗi ngày trên website của shop 2 bánh. Các bạn có thể lên đó để tham khảo. Phía trên là những mức giá của vỏ xe mà Vinh cập nhật cho các bạn vào tháng 9 năm 2020. Qua những chia sẻ của Vinh thì Vinh tin rằng các bạn đã có thể tự chọn được một mẫu gai, một size vỏ phù hợp nhất với chiếc xe yêu của mình. Cụ thể là dòng Winner 150 và Winner X. Nếu các bạn muốn mua hàng hoặc muốn được tư vấn, hãy liên hệ với số hotline 0938 82 0202. Ngoài ra còn có những video clip nói về nhớt, nè, đồ chơi, phụ tùng chính hãng dành cho Winner và Winner X. Tất cả Vinh đã tập hợp và bỏ bên dưới phần mô tả. Shop 2 bánh là một trung tâm chuyên mua bán các loại nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Ngoài ra, chúng tôi còn kinh doanh thêm những dòng xe máy nhập khẩu như là Vario 125, 150. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua hàng hoặc muốn được tư vấn, hãy liên hệ số hotline 0938 82 0202. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.